Chào các bạn, chiều nay thì do nước thủy điện nó dâng cao nên là mình cho bản ngoài nghỉ các bạn ạ. Hôm nay chính thức là sẽ đào móng tường cánh số 2, phần thượng lưu của mố 1 các bạn ạ. Thận quế. Quế giống. Bây giờ múc ở chỗ này tạm lên đây đã. Cho vào cái lòng này đã, không nó múc xuống dưới hết thì nó phí đất lắm. Cái dây bơm này Thánh ơi. Đây này có hòn đá này. Mình nhìn thấy hòn đá này to lắm, chưa chắc đã đào được cái này. Đơn giản đâu. Múc ở đây thả vào cái lòng này đá, không tí xuống dưới nó không, mấy hôm nữa lại đắp vào lâu ra đất. Thánh ơi, có cái cưa không nhỉ? Cắt cái cây cái đi này. Làm củi. Mang về rồi. Sáng nay mang về hết. Mang đi làm nhà rồi. Cái này là cái đường cũ của bà con ngày xưa đấy các bạn này. Thế này, đầu cầu ngày xưa bà con làm cao này cơ mà. Cái này vẫn bị trôi đấy. Đây. Đây chính là cái đầu cầu ấy. Không biết là mố bên kia làm kiểu gì mà cao như này mà vẫn bị trôi là như nào nhỉ? Hay nó hẹp dòng kiểu gì? Đây này, cái này mặt đường cũ bê tông này. Đây đúng đến điểm này. Chắc là cái do cái mố bên kia thôi. Thấy bảo là hơi dốc lên, làm hơi kiểu hơi lên dốc ấy. Chứ không phải bằng mình nghĩ là không thể trôi được cao như này. Cao như này phải tầm 4 mét, hơn 4 mét. Chỗ này thì lúc đầu mình đã lên định làm đúng ở chỗ này đấy. À, đây này cái dây cáp của cái dây điện ngay đây. Đường xe máy đi thì được, nhưng ô tô mở vào đây thì không được. Quế kiếc nữa, nhiều nữa. Bập một đây một gầu để chống lại em nào.
khó sống ấy. Cào sâu xuống, cào sâu cái móng ở cái múc kia là được mà. Này dễ cọc này, kéo không sống đâu. Cây như này nó chắc phải trồng khoảng 3 năm rồi đấy các bạn ạ. 3-4 năm rồi đấy. Hơn thì 4 năm rồi. Có tùy từng chỗ đất đấy. Chỗ đất tốt thì nó lên nhanh, nó rất xấu chậm mắc cái quế này. Tả trơ bây giờ chắc năm thứ 2 chắc nó to phết rồi. Này, xung quanh thì vào tí là được rồi. Anh nghĩ nó không sống đâu, cái này. Thành có trồng được tí nào không? Trên nhà ấy? Có đâu. Không có. Anh 2-3 cây rồi à? Ô. Anh thấy ở chỗ cái đất nhà em đợt trước anh múc đường ấy ấy. Cái đường đi ra ruộng ấy chả em chẳng có cái bãi nương đấy, sao không trồng cây gì vào đấy? Trồng để làm nương. Để làm nương á? Một năm một vụ thế làm sao mà kinh tế được. Đi làm như này mua gạo xong là để đất đấy mà trồng cây, trồng khoai, trồng ngô đi bán còn hơn trồng cái lúa nương đi. Nếu 1-2 vụ thì không nói, nhưng mà nó được có một vụ ấy không hiệu quả. Đá to lắm đấy, thả cho nó đầy cái trong lòng cầu đi, mai sau đỡ phải tôn. Đá to này, trên đất mặt có thế đâu, xuống khoảng 1 mét là toàn đá tảng luôn, à đá mồ côi to thôi. Nhưng mà là may sao lại lớp trên mặt nó lại cái đất đỏ, đất vàng vàng trồng cây được các bạn ạ. Địa chất ở đây hay thật đấy. Cắt cây đi để làm củi. Dọn cái bãi bơm, bãi dây điện lên Thành ạ. Tí nữa xuống đấy là lấp hết đấy. Cái dây điện thì chắc vướng đây chú ạ. Ui, tảng đá đẹp thế nhỉ.
cho xuống đây này. Lùi nó lại. Kéo kéo nó lùi lại. Đá này làm cái mặt bàn quá đẹp nhỉ. Nặng lắm không? Hôm nào trở về uống nước chè. À Thành mang con công nông về chở đi. Ô đá này đẹp đấy. Lấy được đấy. Cái này làm nào nhỉ? Hả? Tẩy ở đâu chỗ nào hôm nào cái này chở ô tô về được hết chứ. Cái này làm được cái bàn uống nước chè. Cho tạm nó xuống dưới này đi. Tí nữa vật ra kia đi. Có đồ đạc thế chứ? Có cái gì không đây? Đồ gì không ấy? Ô cái bàn đẹp lắm thật. Ngửa nó lên thế nào. Hả? À? Cái này á. Ồ nhờ hay phết nhỉ. Mình cứ tưởng hòn này to lắm, nó may may nó mỏng. Không dày. Ồ vẫn còn này. Còn còn. Ơ nhờ sao này có hai cái mặt bàn đẹp thế nhỉ? Nặng lắm nhỉ. Yeah. Ây da, đẹp đấy chứ. Hả? Được, cái hòn này đẹp đấy. Này ngồi được một cái bàn uống nước quá đẹp luôn. May nó còn mỏng đấy, nó dày còn không cầy nổi. Con này phải đến được 2 tấn quá. Cái này mang về không à, lấy cái máy chà. Ui dồi, có vào móng không đấy? Không vào đúng không? Xa. Thành ơi, cái bãi cây trống các thứ ở đấy kéo ra xa đây, tí nữa múc ra hết ra đấy đấy. Tí nữa đào ở đây như hôm nọ múc hết ra đấy đấy. Cái ống bơm kìa. Nó đổ vào cái ống ống bơm không đây. Thả xa xa bê tông rồi nhá. Bê tông chưa cứng hẳn đâu. Ngày xưa chú làm cầu ở đây, tận đây mà nó trôi là trôi mố bên kia hay trôi bên này? Cao thế này có phải là nó dốc không, nói như ai nói phải nó dốc dốc xuống không? Ờ nó trôi mà trôi dọ đá. À nó trôi cái dọ bên kia đâu mới ấy. Thành ơi lùi ra nhá, hòn này tròn nhá. To lắm. Ui ui. Dã man thật. Đây à? Đây mà. Bạt lên chéo chéo. 6 mét.
May là cái tường cánh bên kia là cũng có một tí đất nên là múc vào trong cái hõm này được hết. Nhưng mà phía tường cánh bên vừa xây xong này là phải lấy đất chỗ khác về các bạn. Chỗ khác về hoặc là hôm nào múc ở dưới kia. Dưới suối vào. Hạ cái bên này xuống. Sẽ đầy được bên này nhưng mà bên kia là không có tí nào, thì bên kia phải đi chở nơi khác. Mà khu vực này nó lại không có đất ở gần đấy. Dở phết đấy. Như ở cầu Hạnh Phúc thì đất đường dẫn thì khó mà phải múc đất nhiều nhưng mà nó lại có đất đắp đấy. Hay là hay ở cái đấy, đất đắp hai bên của nó rất là dễ. Có cái tả ly của nhà anh Tiến đấy. Còn cầu chống trơ cũng vậy nhá, hai bên đầu cầu nó múc đất rất là dễ, nó có rộng ấy, nó có đất. Còn ở đây thì toàn xung quanh đều là đồi cây, đồi quế như này. Khó lắm. Có chỗ đắp đất. Chú Lịch ơi, cho Thành nó mượn cái cưa để nó cắt cái cây kia ra làm củi ấy. Đất này là lẫn đá. Lẫn đá, lẫn cát. Bơm nước vào cho nó chặt các bạn. Nếu mà có loại đất đỏ đừng có mà bơm vào nhé. Đất đỏ bơm vào là thành đất cao su luôn đấy. Mềm. Đây cả cái khoảng đất này là hôm nọ chỉ có móng này với là móng tường cánh. Bây giờ thêm cả cái móng này nữa thì san lấp gần như là hết ấy rồi. Gần như là hết cái bãi suối này luôn rồi. Nhưng mà cái này lũ phát là đi hết rồi mà. Trôi hết. Múc nào được thò cái tràn đá kia ra đẹp. Làm tường cánh đúng theo hướng tràn đá kia. Ột ẹt. Thiếu rượu quá. Đây có một cái tràn đá liền khối ở đây rồi các bạn. Trượt từ cái bãi quế kia xuống kìa. Bên kia là đá à? Ui, lùi ra, chú ơi. Ôi. Hình như có một tràn đá rồi. Đấy, múc toàn lên khét lẹt thế kia. Gặp đá ở đây là càng chắc nhưng mà lại khó xử lý cái móng ấy. Lại búa đục đá nữa lại vất vả lắm. Thank you.
Thánh ơi, cùng anh dọn cái này đi để tí nó có đá nó trôi đất trôi qua đây đỡ dỡ nó dễ. Tắt cái bơm đi được rồi. Cái này bê tông nó à cái đá nó không hút như kiểu gạch các bạn ạ, bây giờ vữa vẫn mềm này. Vữa vẫn mềm. Để dọn chỗ này đi. Ôi. Đất của đá nó lăn xuống dưới này mai còn dọn được. À Thành, à Thành ơi. Cởi cởi cái dây cái máng này ra. Kéo kéo. Ôi. Đấy. Dựng nó lên. Bê tông. Ôi. 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 Đấy, dưới kia là những một mấy hàng cây chuối kìa, các bạn nhìn thấy không? Thối đi nó khắc ra lỗ hết. Yên tâm là tắt nước ngon nghẻ luôn. Đây các bạn ạ, gặp ngay cái tràn đá của cái đế móng ấy các bạn. Đây này, bây giờ nó ăn chéo như thế này nhé. Rất là may tại sao mình chọn được cái móng nó lại may thế, nó dính vào mỗi một cái góc của cái tràn đá. Đây này, nó ăn từ đây các bạn. Bắt đầu từ đây. Từ cái mặt đất đường, mặt đường này nhé, chéo xuống đây. Đây, cứ chéo xuống như này, chéo xuống này. Chéo ra tận đuôi móng kìa. Đấy, bây giờ thì gọt hết phần đất trên này để lộ ra, bắt đầu với phá đá. Phá cái này thì mình tận dụng tối đa thôi các bạn nhé. Mình không phá vào sâu quá đâu, mình tận dụng dựa vào cái đá này này. Tại vì cái nền bản thân của cái này nó đã là quá chắc rồi, mình làm thế nào để cho nó giữ đất, mình tôn đất cho hai bên cho nó đẹp thôi, chứ còn không phải là phá một tầng trong kia đâu, không giải quyết cái gì cả. Nhưng mà cũng có khó khăn về cái tiến độ, vì cái này nó không phải như đất các bạn ạ. Đây này, cả một cái tràn đá luôn đấy, cả một tràn này luôn, vạt này xuống chéo xuống nó chắc nhưng mà nó lại lâu. Hãy cọc cạch ấy. Tí nữa thì mở tiếp ra bên này, xuống dưới máy xuống dưới mở tiếp ra bên này xem nó như nào nữa.
ấy. Căng. Hơi bị căng mà. Đá nó mềm phá được còn được nhá, nó phá càng phá vào nó lại càng cứng, giống như kiểu háng đay thì chết dở luôn đấy. Cái đá háng đay thế nhưng ở bên ngoài thì phá rất là dễ, nhưng mà vào sâu trong khoảng 1 mét thế này là bắt đầu cứng đét luôn, sợ. Nhìn thấy đá mà đã thấy khiếp. Đấy, nhưng cái việc này thì cho A Thành tập cho A Thành dần các bạn ạ. Sau cái vụ làm cầu này chắc là đi làm thuê tốt rồi đấy. Cái hòn to để ở dưới, tí nó múc xuống dưới. Nó múc đất thôi. Múc đất ở bên giáp bê tông ấy. Sát vào cái bê tông ấy cho nó sạch, cái bê tông gần bê tông ấy đi. Kệ nó đi. Anh tẩy bằng, anh xây bằng vào đây thôi, không cần ấy đâu. Lợi dụng cái đá này thôi, đừng có ấy. San cái mô kia cho nó bằng đẹp đẹp đi, xong là chuyển máy xuống dưới đi. Đẩy hết, tí nữa đẩy hết ở bên này này. Bạt hết cái này xuống cho nó sạch nhá. Đứng máy ở đây bạt cho nó sạch cái này xuống. Xong là múc hết cái này ra. Múc bằng cái trên cầu đi cho nó san sang bên kia đi. Bán không? Măng. Từ từ. Làm vài củ về ăn để buổi tối. Ma đâu mà ma, người và ma. Chỗ này hôm qua ngã phát đây này. Người đẹp đi tìm măng. Măng gì đi em? Măng đắng hay măng ngọt? Từ. Bán cho anh mấy củ. Tối ăn. Măng bé cân 10.000, măng to 15. Ừ. Cho 4-5 củ đi. Đi xa không? Đi lên tận núi à? Ơ, bán đi ở. Đùa à? À, đi tận đây à? Hả? Không. Quạ đi. Thế này mang bé nha. Ờ. Bé càng ngon cái gì. Cô gái Tây hay cô gái Thái đây? Cô gái Tây à? Đi xa không? Đi vất vả không? Có vất lắm. Đây là măng đầu mùa chứ nhỉ? Ừ. Đi cả ngày mới. Một ngày mới được bằng này á? Không đủ. Tiền nó sứa cho con.
con. Ừ. Chịu khó thế là tốt. Nhưng mà trên đây bây giờ có nhiều chưa hay là mình đào xuống tận dưới đất? Đào dưới đất à? Đây này, bắt đầu là mùa măng măng vầu của các bạn nhé. Đấy. Măng vầu này một trong những loại cực kỳ ngon. Người Tày hay có món măng vầu này là xào tỏi đúng không? Tỏi ớt à? Còn món gì nữa không? Măng nứa thì làm măng dồi, còn măng vầu này thì làm măng gì nhỉ? Không phải mùa kia mà nhỉ? Măng to ăn ngon hơn hay măng bé? Măng bé ngon hơn. Bé ngon hơn à? Măng bé đắt hơn hay là măng to đắt hơn? Ừ, anh lấy măng bé đi, ngon hơn mà. Ừ, luộc cả vỏ á. À, đúng rồi, luộc chấm mẻ nhỉ. Đấy, lấy anh tất chỗ này, chỗ bé. Ừ, to rồi mang đi mà bán được giá hơn phải không? Cái này em mang đi tận là tận đâu? Mang đi tận Gia Hội á? Thế sao không mang ra Nghĩa Lộ mà bán? Em mang ra Nghĩa Lộ chỗ này là có tiền đấy, mang đầu mùa này ấy. Xa lắm á. Mang từ Gia Hội xuống 30 cây thôi mà. Ừ, ngon nhé. To thế. Thế là hôm nay đi lấy được khoảng bao nhiêu cân? Chắc 20 cân rồi. Làm thế nào? Cân chỗ này lên cho anh. Đây có cân cơ nhỉ? Mượn chú Lịch. Ừ, hay là mượn nhà nào trên này này. Đấy, thế là tối có món măng luộc rồi các bạn nhé. Ngon cực luôn. Bọn em là hay đi xúc cá thật á? Tối nay đi nhé. Tối vào lán ở đây này, anh chờ ở đây không đi xúc cá. À, trời nắng. Ừ, đúng rồi, rét thế này mà xuống suối thì cũng chết. Trời nắng thì không được nhiều hơn đấy. Ừ. Cái này ít người mà được mấy bữa nhỉ? Ừ, anh ăn mấy bữa mà không phải một bữa đâu. Lấy măng nòi. Lấy măng nòi. Măng mùa này là măng ngọt, đúng không? Qua Tết là măng đắng. Đấy, đội này đi lấy măng về sao này? À, Thục đi đâu về đây? Hả? Ừ, măng ngon. Nhà này được có cái gì đấy? Vợ Thực trồng quế à? Tưởng đi lấy cái gì? Một yến đi. Một yến. Không, bán đi. Em mới đi vất vả lắm. Không, anh không lấy đâu. Mày cả ngày mới được gùi măng này vào là thế. Đấy, quả đi. 11 cân. Mang về nhà Thực cân, vợ Thực về cân hộ cái. Ngồi xe vợ Thực ấy. Chỗ Lịch có mà. Đấy, nhìn từ bên này sang thì bắt đầu là tường cánh đã được mở ra rồi, nhưng mà gặp đá thì buồn quá. Này, đấy, có phải nguyên cái bản này đi đâu, bản lân cận đi tìm măng, đi phát đồi, phát nương. Cái cầu này rất là đông nhà, không phải một nhà đâu. Nghiêng. Hai con này mà cẩu được là hôm nào về là lấy về đấy. Cho A Thành lấy cái đục về đục. Cái này nếu mà lấy đục mà vẫn được ra được một mảnh nữa đấy nhá. Nó có thớ. Không nổi đâu, kéo đi thôi.
tiến máy ra đây này, kéo CC nó đi thôi. Ô thôi, đứt xích ấy. Khoan ạ, này không cầu được đâu, không lấy về được đâu. Dê nó đi thôi. Suốt phát ra khỏi cái móc trên là được rồi mà. Đi suốt sao? Xê nó ra một tí xong rồi đứng máy ở đấy bạt cái tả ly nó vát ra nó sạch đẹp xong rồi dọn cái này sạch đi để xem nó đến đâu. Với cái địa hình này thì mình phải thay đổi phương án ngay để cho nó hợp lý nhất các bạn. Hôm trước mình nghĩ là cái này nó không có cái triền đá này, tức là nó như cái tường cánh dưới ấy, thì mình sẽ xây bám theo cái phiến đá mới kia. Nhưng mà với cái địa hình núi đá như thế này thì mình sẽ cho tường cánh nó đi thẳng vào đây thôi. Nó ngắn khẩu độ đi. Bây giờ mà đi dài cho đấy nó không có tác dụng gì cả, tại vì đây nó là núi đá rồi, lợi dụng vào cái đá này mình làm thẳng theo cái mố cầu luôn, và điểm cuối cùng là nó sẽ ở đây đấy. Cái này còn phía bên này để nguyên, bạt cho nó sạch cái đá đi, cho nó trơ cái đá tảng này ra thôi, trơ cái núi đá này ra thôi. Núi đá ngầm, đây gọi là núi đá ngầm các bạn. Bây giờ bán này, bây giờ nha, cái này hôm nọ mình đổ bê tông tràn vào, cái núi đá rồi, bây giờ mình múc kiểu gì mà cho nó phẳng với cái bê tông móng này. Đến đây một bậc, nếu mà múc được ở chỗ này mà múc kiểu gì cho nó thành một bậc chặt cơ vào ấy, đừng cho nó nghiêng kiểu này, lào đến tầm này thôi là được rồi. Ví dụ dưới này là một sâu nha, không cần phải múc cả cái này đi, mà cái này chặt vào như này, vào đến tầm đây này 4 mét, làm hai bậc đến đây, chặt xuống một cơ nữa. Nó bằng đấy cái mặt bê tông kia, là tại vì dưới nó toàn đá thôi. Bê tông hôm nọ mình đổ chùm vào cái đá tảng ấy rồi, giờ mình cứ giật cơ đến đáy của cái bê tông kia là ngừng, xong tiếp tục lên đây giật một cơ nữa, chặt bằng vào là được. Xây thì xây như này thôi, không xây ra đây nữa, đây nó toàn đá này. Cũng may cái đá này nó là đá kiểu đá nó có thớ, có mềm các bạn. Đá này đá liền khối nhưng mà nó mềm đó. Nó không phải cái loại đá cứng đét. Hả? Cái gì? Đá cứng á? Không cứng mấy. Đang cho anh Tuyến đang cho giật cấp, giật bậc ấy các bạn. Sao mà tạo được cái mặt bằng của móng chắc chắn một chút. Không dám phi à? Tìm măng về đấy. Chiều về đấy, đông phết các bạn ạ. Mỗi người một gùi măng ở trên rừng về. Còn đây là phía tường cánh phía bên này thì đất cũng hòm gần đủ rồi, không thiếu nhiều. Ngày sau làm thì cho múc cái đất này lên là bên này là đủ. Nói chung về bên đường dẫn phía bên này nó không thiếu nhiều các bạn nhé.
cơ bản là cái mặt cầu nó cũng chỉ cao hơn cái đường này đây này. Hiện tại bây giờ là đang bằng rồi đấy, bằng với mặt đường này nhá. Nhưng mà vẫn phải tôn lên mặt cầu nó cao hơn mặt đường, mặt đất này 70 phân cơ, nó bằng cái đỉnh cái sắt kia cơ. Tôn cũng phải tôn nhưng mà nó không quá nhiều các bạn. Bên này là A Thông, A Thành thôi. Làm gì ấy? Hả? Nghiên cứu cái gì đây? Nước tắm à? Đun nước tắm cho anh Tuyến không? Tí nữa anh ấy nghỉ thì anh em tắm. Chó trước cho ăn nữa. Trưa nay cho ăn à? Cho nó to nhanh nữa. Cho nó ăn đều đều vào. Lớn. Nhiều sắn à? Chặt cây à? Sao là mình không nhổ đi à? Này là sắn cao sản đấy chứ nhỉ? Hả? Sao là gọi là sắn nếp, sắn xanh xanh thì chả sắn. Sắn cao sản là lá của nó nhưng mà củ nó vẫn vỏ nó đỏ đỏ. Vỏ đỏ á? Sắn nếp ăn ấy đó. Ngon không? Ngon. Làm củ nè. Nhổ cây đây anh thử nướng một củ nè. Lâu lắm rồi ăn sắn nướng rồi. Nhưng mà mùa này nó còn đấy không nhỉ? Mùa này nó thì không được bửa lắm. Cây bé thôi, là một củ thôi. Ơi. Sắn cao sản là nó vỏ nó xanh mà. Ừ nhỉ. Yeah. Này vỏ đỏ chứ. Vâng, sắn nếp. Gọi là sắn nếp à? Vâng. Mang về cho gà đi, anh lấy một củ thôi. Mang về cho gì ăn nhỉ? Mang về mà nướng. Hả? Nướng ăn dần. Ok anh xin nhá. Làm củ sắn nướng à, lâu lắm không được nướng rồi. Đúng rồi, rán ngon mà. Ơi, lùi ra để anh nướng con củ sắn nữa nè. Đun lửa to to lên là nướng một củ nữa nè. Sắn nếp. Thử một củ xem nhé các bạn nhé. Mùa này chắc là nó cũng không bở mấy thôi. Nhỉ. Yeah. Đấy, cái đầu gốc của nó này. Ngày xưa mình... Ô. Xưa mình bóc sắn trình độ lắm nhá. Anh em ở trong quê có kiểu bóc rất là hay. Một đường dao thôi là bóc hết được cái củ sắn luôn. Nhưng mà nó phải róc vỏ cơ. Nó phải ra mùa cấm nước thì nó ra hết. Ừ, nó phải róc, mùa này chưa chắc đã ra. Đúng thật. Không ra. Đỏ đấy không hay ra nó lại trắng. Cái đỏ này trên người Mông mình có chứ nhỉ? Người Mông có nhiều nhưng mà cái trắng ít có lắm. Trắng là ít có? Trắng nó ngon hơn nữa. Tưởng là ấy. Tưởng là trên người Mông mình là có cái đỏ chứ, cái ngọn đỏ. Cái này ngọn trắng mà. Không được, nó không róc vỏ mấy các bạn ạ. Đành phải bóp thủ công cái này thôi. Rét thế này ngồi gần cái bếp lửa sướng tất đấy. Cái này nướng xong là than phải nhiều, không có lùi. Nếu mà các bác ở nước ngoài hay là các bác mà lớn tuổi rồi mà nhìn thấy cái cảnh bóc sắn này chắc là kỷ niệm nhớ lắm ấy. Tại vì cái thời 8x, 9x đổ lên là thường là sẽ ăn sắn nướng này, ăn sắn luộc hay là làm bánh sắn khá là nhiều. 8x, 7x, 6x là chắc chắn là ăn sắn rất là nhiều. Nhớ lại tuổi thơ đấy. Sắn mùa này chắc là không róc mấy. Con chó này ngoan phết các bạn. Lán trại nuôi được con chó thích thật đấy.
Cái tay thì bẩn. Đấy. Như này nhá, mình nướng cho các bạn xem. Bạn ở thành phố xem. Ăn sắn nướng. Cái này đúng ra nó phải hơ cho nó khô cái vỏ đi. Xong bắt đầu nướng đặt xuống than nó không bị dính. Nó không bị đen. Có tờ giấy không nhỉ? Đây không có giấy. Ui. Đây, than đỏ đây rồi. Đấy. Tí nữa cứ vần thế là chín. Hôm nay không tắm nước suối nữa hả Thành? Thành ơi. Chạy đi đâu nhanh thế nhỉ? Đấy, này là nồi nước tắm của anh em đây này. Ở đây nóng lạnh không có. Nếu mà trời ấm ấm một tí là hai anh em là nhảy ở dưới suối ấy. Mình sợ nhất tắm nước lã như thế. Nhưng mà đội này chịu được, mình chịu thật. Mình phải ra trọ ở ngoài nhà trọ, ở ngoài trung tâm xã. Không ở đây được, vậy vì ở đây là không có wifi để mà up video ấy. Thì tối đến là mình thường thường là cứ tầm chiều này về, là chiều về là bắt đầu làm video đến 7-8 giờ. Nhiều lúc các bạn xem được đúng giờ, nhiều lúc không xem được đúng giờ. Tại vì là do cái thời gian này làm việc, nếu mà về sớm tầm 5 giờ thì được, về cứ muộn muộn 5 rưỡi 6 giờ là thường thường là video lên muộn, không kịp được. Ok, chờ đợi một lúc nữa. Sau khoảng 20 phút. Ui. Bở hay sao ấy? Ui. Thành ở đây nướng gì à? Ăn hết rồi à? Đây các bạn này. À, nóng quá. Củ bé mới ngon. Củ to này à, chỉ sợ nó cứng thôi. À, bở. Bở đây. Ngon này. Ý. Ý, sắn nướng các bạn nhé. Giòn. Vỏ giòn cực kỳ luôn. Sắn nếp thật. Ngon. Bở à, ngọt và cái mình vòi vùi vùi giò ấy, sắn vùi giò ngon lắm. Này. Đây. Ăn không? Nóng này. Đó. Các bạn nhớ về, các bác nhớ về tuổi thơ chứ, mà nhớ món ăn gọi là huyền thoại. Đây mới là gọi món huyền thoại. Tại sao trong nhà hàng nó không có những cái món này nhỉ? Ngon này mà. Ngồi nhấm rượu xong là bẻ từng miếng, là vừa ăn vừa chấm chấm chéo hay là chấm muối ớt. Cái này chấm chấm chéo chắc ngon lắm ấy. Ngon cực. Bây giờ đi xem A Tuyến xem mà. Đào xong chưa? Mình cũng vừa ở ngoài vào mà. Máy vẫn không nghỉ. Đây. Hiện tại đã thò được cái mố đá ra đây. Các bạn xem đây là mình giật. Giật cấp thành 3 cấp. Giật cấp thành 3 cấp các bạn ạ. Khoảng cách giữa
cái này cái gầu ấy nó không đào được nó bằng lắm này. Nếu lúc nào làm bắt đầu cho anh em sửa sang lại nó bằng. Cái này thì nó chịu, nó lại chịu lực đất đẩy ra. Đấy, nên là cần cái mặt bằng về cái chiều ra suối này này. Đấy, còn cái chiều này thì có thể là chấp nhận được, tại vì cái này nó tùy vào lực nó thấp bên này, nó cũng không quá là lớn. Nó có cái trụ cầu này nó tì rồi, nếu mà lực xô từ đây xuống, nhưng mà vẫn phải giật cấp như này cho nó đúng kỹ thuật. Đây, từ cái đá này vào là 1m3 này, cứ khoảng 1m3 một tầm. Đấy, cái này phải sửa nhé, sửa vào một tí vào bên kia. Tường cánh này sẽ ngắn thôi, tại vì nó bớt được phần móng rồi. Lên đến trên cái đỉnh thước mình như thế thôi. Đây, cái này là đỡ đi rất là nhiều đấy. 3m rưỡi, 3m rưỡi là đỡ được một nửa các bạn. Tối thiểu của cái đế móng này phải được 1m. Thì đây, đây nó là 1m2 này. 1m2 cho sửa, cho xà beng sửa vuông khành sát cạnh ở đây. Bắt đầu là ghép cốt pha từng tầng một. Đó. Cái này là lên thẳng luôn nhé. Nó có đế móng là bây giờ là đá là nó làm đế móng rồi, nên là mình bắt đầu là xây là phần thân tường, lợi dụng cái mố đá làm đế móng. Đấy. Từ dưới này lên là cứ lên cao như phía bên kia thôi, bỏ đi 1m, bỏ 1m đế móng. Cái này đỡ được rất là nhiều khối lượng đá đấy các bạn ạ. Đây, cao lên tận đỉnh này đó là bao nhiêu? Bốn mét, chiều cao là 4m các bạn nhé. Đây là chỗ cao nhất, còn ở trên này thì lại thấp thôi, và nó chéo lên như bên kia mà hai bên nó tương đối như nhau. Đấy, vậy là hôm nay thì buổi chiều hôm nay thì đã đào được cái móng tường cánh số 2 và gặp một núi đá. Cũng trong cái rủi thì cũng có cái may các bạn ạ. Tại vì là mố đá này nó là một là mố đá mềm, và thứ hai là có thể lợi dụng được để đặt tường cánh lên. Nếu mà nó mà ở cái vị thế nó phức tạp quá mà nó kiểu nó không đủ cái diện tích để mà mình đặt cái tường cánh lên là cũng là vấn đề đấy. Đây này, cái đá nó thò ra tận ngoài đấy cơ. Đây. Đây. Chỗ này này. Đấy, khi mà vệ sinh đất cát hết từ khu vực này thì nó sẽ thành một cái vạt chéo từ cái tảng đá liền khối phía bên kia. Đấy, nếu mà lũ thì nó sẽ đi theo cái tràn đá này. Nó sẽ qua cái đế móng này, đập vào, nếu mà căng lắm mà đập vào cái tường cánh này và sẽ đi thẳng xuống cầu, xuống lòng suối, giữa suối. Nhưng mà may sao là cái mỏm đá này nó đỡ được phần nhiều rồi. Nên là nếu mà phần nước vào đây nó không trực tiếp vào đây nữa mà nó sẽ đi nó vập vào cái chòm đá kia, nó sẽ bật ra đây này. Một bật ra đây, hai là bật ra đằng trên kia. Nhưng bật ra đây là nhiều, tại vì mình nhìn thực tế là cái video của chú Lịch, chú ấy quay lũ hàng năm là thường là đi ra giữa chứ không phải đi bật sang bên kia. Đó. Ok, cơ bản vậy thôi các bạn ạ. Ngày hôm nay thì đã xong được cái phần móng của tường cánh, và sáng ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cùng với bà con bản làng than, bản ngoài nhé. Vẫn cho anh em ở bản trong này nghỉ, tại vì là bản ngoài kia đang giúp đỡ thì cho đi nhặt đá suối. Tối rồi, mình cũng xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập phim tiếp theo. Chào các bạn. Về ăn sắn nướng đó rồi.